Em Chánh xin kính chào quý khán giả. Sau lưng em Chánh đây chính là công tác đổ bê tông cột cho công trình nhà phố. Thì em Chánh sẽ chia sẻ về cách để chúng ta là tạo nhám bề mặt bê tông những vị trí bạch ngừng của cột trong video này. Đây là tổng quan của công trình đang thi công từng cột. Thay vì á, chúng ta sẽ dùng một cái máy khoan có chế độ đục hoặc là dùng một cái máy đục để chúng ta đục tạo nhám những cái vị trí mạch ngừng bê tông như thế này, mục đích để liên kết giữa bê tông cũ và bê tông mới. Đây chính là công tác đục tạo nhám. Ngoài cái cách này ra thì ngay sau đây em Chánh sẽ chia sẻ cái cách tạo nhám là khi trong quá trình chúng ta đổ bê tông, chúng ta sẽ rải đá trực tiếp lên luôn, để khi mà bê tông này nó đông đặc cứng rồi đó thì cái lớp đá này sẽ giữ lại, tạo cái độ nhám nhất định ở cái vị trí liên kết giữa bê tông cũ và bê tông mới khá là tốt. Thì đây là phương án thứ hai, làm cùng lúc trong quá trình đổ bê tông thay cho cái phương pháp là chúng ta là đục tạo nhám. Đây như quý khán giả mình thấy,